bằng Kalista và Alista sẽ mở ra một cánh tấn công dành cho NRG ở khu vực ở dưới. Đây vẫn là một đội hình có những cái bước tiến ở từng khoảng thời gian trong việc là muốn băng trụ khu vực ở dưới. Chúng ta sẽ cùng chờ xem sẽ băng trụ hay không. Palafox có dịch chuyển, đầu tư dịch chuyển đi anh ơi. Rồi bắt đầu tiến vào, ai là người chịu đam trước đây? Họ tiến vào tiếp cận vào VB, tốc biến đẩy vào tường thành công, không hề có phép hỗ trợ. Và đó là màn hạ gục chiến công đầu rất nhẹ nhàng dành cho Quay. Sau đó họ băng trụ lần hai khi tiếp cận vần của Igna. Igna mất tốc biến vẫn đang bị làm choáng, thì kiếm quá chuẩn xác và đánh full stack nội tại. Igna vẫn còn tầm 300 máu, đẩy được một người về, đó là Quay. Nhưng Quay ủi ra xử lý quá xuất sắc và 2-0 cho Weibo Gaming. Và có mặt ở khu vực nơi dưới, Contract có thể đi qua tầm nhìn của đối phương. Và 3-3 thì sao? Bên phía của Weibo Gaming chủ động đánh, họ tiếp cận vào người của Contract, tấn công vào người Contract. Contract bắt buộc phải mất tốc biến, nhưng Igna đang lao vào quá sâu, bắt buộc phải combo đối phương lên. Lai đang tiến cao, Weibo cũng đang tiến cao, nhưng tốc độ di chuyển liệu có đủ hay không? Weibo vẫn đang truy đuổi. Seohu là người tới trước vì anh ta có thể thắng được ở khu vực ở giữa, bắt đầu lao vào tiếp cận làm chậm vào người của Igna. Igna gặp nhiều nguy hiểm, anh ta không dính thì đỉnh kiếm vẫn đang chạy, nhưng lao lên và dứt điểm thành công lại một lần nữa là Weibo lên tiếng. 2-0-1 là KD, người chơi đi rừng của Weibo Gaming. Tập biến bởi Weibo Gaming mà thôi. Còn cả mặt đây sống tiếp cận, nhưng có mặt Weibo đây phải lao vào. Weibo đẩy người trở lại và sau đó Lai đang bắn dùng luôn cơ hội máu tấn công vào người của Igna. Igna đang không có tốc biến, anh ta đang phải che cho đội của mình. Weibo lùi về một nhịp khá trâu, bị giật dây vò sát thương vẫn là chưa đủ và Weibo vẫn có thể sống được. 3-3 khu vực phải nằm xuống, nhưng tôi cảm giác là đội có là ôi khu vực giữa là phân chia thả được đầu tư và sau đó là solo kill cho Seohu. Bây giờ Contract tiến ra qua để chiến thành công, nhưng lượng sát thương của Contract là quá thiếu, thậm chí là Seohu đang một cân hai ép thành công tốc biến của Contract, xử lý quá kinh dị đến từ đường giữa của Weibo Gaming. Dựng lên cái trụ của anh ta mà thôi, không còn tốn quá nhiều thời gian. Khu vực bên dưới là tốc biến combo tiếp cận nhưng không thành công, khi mà Chris cũng đầu tư luôn cả tốc biến. Bên phía của Weibo Gaming muốn phải công người trở lại, đó là ủi vào tường thành công, nhưng có đêm mà phải gọi lấy được chiêu cuối đến từ FBI. Và bên phía của Weibo Gaming vẫn đang chưa dừng lại, là Seohu lao thẳng vào, anh ta sẵn sàng với tốc biến, là Thái Dương sang tung ra trước, sau đó là Lai lao vào với bài đánh thủ dứt điểm thành công được Contract. 5-0 cho Weibo Gaming. Và Chris vừa mới trượt cái thời điểm kiếm, Seohu dính combo, đó là chiêu cuối quá chuẩn xác từ Quay. Và giờ Weibo Gaming đang muốn mở đường máu để lui về, họ có bãi cua, họ di chuyển với tốc độ rất nhanh và Quay hỗ trợ thành công cho các đồng đội của mình lui về. Seohu dùng tốc biến thoát đi và không ai từ bên phía của Weibo Gaming nằm xuống cả. Nó chỉ để đảm bảo chắc chắn rằng là Weiwei sẽ nhặt được các bác sứ giả toàn. Và đây sống được dùng, tiếp cận vào người của Seohu. Seohu không combo về được, anh ta bị ngắt combo và tốc biến tới tiếp cận tấn công liên tục vào người của Seohu. Mạng chấm dứt là đây, Trang đã có được mạng nhưng không phải là mạng chấm dứt. Tình huống combo, anh ta liệu có thể thoát khỏi một tình huống truy bắt từ Weibo Gaming hay không? Chris dùng tốc biến ma thuật, cái trụ một khu vực đường dưới đang rất thấp máu và rỉa trước từ đời sai. Họ tấn công trụ trước đánh rất kỹ và trụ đã mất rồi, Đốc La không còn đường về nữa. Bây giờ chỉ có làm món dê nướng mà thôi. Đời sai đang sấy nhẹ trước và sau đó làm choáng. Mạng đang cố gắng được nhường và nhường thành công cho Lai. Cả đời sai nữa. Đúng vậy. Hoàn toàn có thể tham gia giao tranh. Và bây giờ là mạng đầy dây sống tiếp cận vào người của đời sai ở khu vực ở trên. Anh ta dùng tốc biến thoát khỏi mạng đầy dây sống nhưng hỏa diệu triệu hất tung thành công, cộng với đó là quan địa chấn hất tung rất nhiều lần vào người của đời sai. Đời sai trả một cái mưa tên lửa nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải nằm xuống, là một mạng cho bên phía của NRG. Nhưng Weibo Gaming đã có luôn cả con Baron. Quá hay à, Contract không tốc biến, tốc biến tới làm choáng cho chắc. Nhưng các thành viên của NRG đang tập hợp người trở lại. Weibo cũng vậy và họ tập hợp tới 4 và thậm chí là 5 khi mà Lai đang di chuyển lên. Tốc biến từ Weibo đẩy Contract về và Contract chắc chắn sẽ phải nằm xuống mà thôi. Vấn đề thời gian, Seohu bấm đồng hồ câu giờ cho đồng đội và khi đồng đội tới thì anh ta bắt đầu xỉa vào người của Igna. Weibo đang tiến lên làm chạm một nhịp vào người của Weibo bằng giật giày vò và lui về với hạt thông nổ. Như vậy là một mạng cho bên phía trở lại khu vực hang rồng. Họ đã có cái trụ thứ hai ở đường dưới hay chưa? Như chưa đúng không anh chị? Nhưng mà đánh 1-1 thì Đập La đánh không lại. Do đó thì chắc chắn là cái trụ thứ hai sẽ thuộc về Weibo rồi. Như vậy là tất cả những cái trụ ngoài của Weibo sẽ... Thầy giờ sang làm chậm rất nhiều và sau đó là mưa tên lửa rải ra. Con Jack đi bộ trên đó và anh ta mất rất nhiều máu. Tinnikit bắt buộc phải có người che, nhưng cũng sợ đến mức phải dùng tốc biến. Bên phía của NRG lui rồi. Sau giai đoạn đi lên anh ta làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Bắt đời sai, đời sai tốc biến rất nhanh và không có bất kỳ chiêu nào trúng vào người của đời sai cả khi mà anh ta đã đầu tư sớm tốc biến. Sau đó khoảng trống mở ra, đời sai thật ra ở trong ván đấu này chỉ là chim mồi, anh ta chặn các thành viên của NRG về nhà. Trong khi đó bên trong nhà chính thì Weibo Gaming họ đẩy nhà mà thôi, họ lấy được trụ bảo vệ chính đầu tiên, họ tiếp cận vào trụ bảo vệ chính thứ hai. Trong khi đó ở khu vực này thì một người đến từ Weibo đã nằm xuống, đó chính là Chris. Nhưng
Một trụ bảo vệ đã mất đi rồi, còn trụ hai thì mất đi nửa máu. Palafox cũng nằm luôn với lượng sát thương quá lớn từ Lai. Anh ta bắn thoải mái, anh ta tốc biến bắn ép đồng hồ của Kolchak. Và giờ Kolchak chỉ là cá nằm trên hớt, bắt đầu lao vào sấy là đời sai. Họ vừa tấn công người, họ vừa tấn công vào trụ, lao vào với bài đá sát thủ và dứt điểm thành công. Là mạng hạ gục tiếp theo là double kill dành cho Seohu. Và đó sẽ là chiến thắng cho Weibo Gaming. Tôi thấy rất là tội dành cho NRG anh Chí à, bởi vì họ để cho Weibo là quay như trong chóng, và anh chính có để ý hay không, thời điểm đó là ai cũng nghĩ rằng là Weibo họ sẽ ăn rồng, nhưng không,